Rồi đây thấy một cái con thằn lằn bóng nữa mọi người. Nó lại nó ăn cái tô cơm con chó luôn mọi người. Ngoài tự nhiên mà nó ăn luôn. Lửa luôn rồi nè, mọi người thấy không? Thấy cái con thằn lằn bóng không? Cái thằn lằn bóng không nó lại nó ghẻ ghẻ cái tô cơm con chó ăn. Chiêu dụ cái con thằn lằn bóng được bằng cơm mọi người. Đó, mình dâm lại cho mọi người thấy nè. Thấy không? Này là mình để cơm ở ngoài chắc mấy con lằn bóng lại quá. Ở quê mình gọi là con gắn mối đó mọi người. Có mọi người gọi con thằn. Gọi gọi con thằn lằn bóng không? À, nó ăn xong rồi đó mọi người. Thấy nó ăn không? Mình thấy nó ăn không? Nó đã không? Chắc là và hay chắc hình thành cái mô hình này luôn á, nuôi thằn lằn bóng một cách tự nhiên. Gắn mối không rồi, gắn mối ăn cơm luôn rồi, hay thiệt đó. Giờ mình biết nó ăn cơm luôn rồi. Thường cái con thằn lằn con gắn mối nè, nó ăn nhái là nhiều, mình thấy nó ăn nhái là nhiều với ăn cái con cào cào chấu chấu rồi. Gạo cho cháu là nhiều, với con trùng, con sùng, con trùng dài dài á, con trùng con cá này nó cuối cùng gắn mối luôn. Trời, nó ăn no vậy mọi người. Đi rồi mọi người, đi rồi. Bye bye mọi người nha, clip mình kết thúc.